Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình airdrop nhận 0.015 token Bison và 25 triệu token có hiệu là FCN nè các bạn. Đến từ sàn Pangolin Swap nha các bạn. Thì chương trình airdrop này random cho 100.000 thành viên may mắn nha các bạn. Rất là nhiều luôn. Rồi để tham gia giải hôm nay các bạn click vào link mô tả dưới video mình tìm start jackpot. 10.000 thành viên may mắn chưa? Rồi các bạn bấm vô continue qua lookup chart nè. 87.2.27. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè các bạn. Rồi bạn mới đáp lên nè. Join tiếp kênh seller nè. Rồi bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục follow Twitter và retweet nè. Xin tạo Twitter nè các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like nè và các bạn tạo tweet lên nè các bạn. Sau đó thì các bạn bắt đắp lên link phong. Ê, bắt đắp lên Telegram nè, rồi bấm Don. Rồi, nó có join kênh seller không thì các bạn kiểm tra, các bạn join Don các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn điền lại username tạo Twitter các bạn đã follow dán nè. Tiếp tục các bạn chọn tiếp kênh channel nữa nè. Các bạn bắt đắp là bấm Don nữa. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ GPNB sở mà trên Bet20 trên chocolate của tất cả các bạn nha bạn. Cái này làm dự án mà nhận được 2 token là 2 mã token là quá là ngon các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 0.015 token Bison và 25 triệu token FCN nữa. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.